Bên cạnh việc thực hiện nới rơm tín dụng của ngân hàng nhà nước, thì các ngân hàng cũng đã đồng loạt giảm lãi suất cho dây để kích cầu tín dụng cuối năm. Theo đó, kể từ ngày 6 tháng 12 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2023, cá nhân và doanh nghiệp hiện đang có khoản dây và có giao dịch chính tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB sẽ được giảm lãi suất dây 1% một năm. Mức giảm lãi suất dây này cũng được áp dụng cho khách hàng đang có khoản dây đến kỳ tái định lãi suất và khoản dây giải ngân mới. Trước đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank cũng đã thực hiện giảm lãi suất 1% một năm đối với khách hàng doanh nghiệp cá nhân đang dây với thời gian triển khai từ ngày 1 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay.